Hình chữ S à? Vô tư. Có cái hấp lâu hơn, có luộc mình lâu hơn. Mình luộc mình lấy tiếng hả? Hay. Cho nó chắc rồi tại vì nó dễ rồi đó. Hấp bánh tét dễ không? Ồ, giống cái bánh ghê không? Căng tròn mũm mĩm. Bông tử giòn thịt, người ta gọi là giò thủ không? Thịt với da đầu heo. Ăn Tết nè các bạn. Mấy bạn thích ăn da thì ăn, tại nhà mình thích ăn da đầu heo cho nó giòn á. Mình làm da đầu heo. Như đây mình làm được 3 cái bong bóng. Sợ hơn á Thú thế gì? 3 cái. 3 cái hả? Rồi. Bây giờ mình làm nha. Sư Đức Bích Thí sẽ tổ tài nha các bạn. Hôm nay mình chỉ là phụ thôi nha. Tới hết bên kia. Đây nè, có rồi. Nhà chủ nhà sư đồ biết mà giờ không biết tấm thớt nhà mình nằm đâu ra. Thao lấy thao đi. Đó, thêm cái nữa. Cái này liệu ra riêng hả chị? Đùi nó ngon quá đi. Đùi á. Da đã bỏ không? Nhận thấy mà già nó bén gì đâu thôi. Mai hai con quả xanh mặc đồ giống nhau mà. Nó kêu quả xanh, quả là phải đen, làm gì quả xanh thế. Kỳ nha. Nó thấy giờ nó xanh lè nó lét mặt rồi. Kêu bằng con công. Nó có giải đàn bạn phải không? Kêu bằng con quả. Trời ơi, nay mà không hẹn mà gặp luôn mới ghê chứ. Để mua chung shop rồi nó nhà đầu mua chung shop đó. Mới chịu à, chứ không chung không chịu à. Luộc này mấy tiếng thấy luộc da đầu heo à? Tiếng mấy à? Cũng tùy da tùy nha. Theo da nha. Đừng nói tiếng mấy cái về mua về sao không luộc. Tiếng mấy cái nhỏ quá nó nắc nhừ. Nắc nhừ thôi à. Mắng vô mà tự quá cứ ngắt. Cái này là tùy theo da để mình luộc. Lấy đũa mình xăm vô thấy nó mềm mà được rồi. Chứ đừng có nghe lời sư đồ bếp nha. Sư đồ bếp mình thấy giờ không nói về nghe lời của bác quay. Không. Nghe lời mà. Tôi ơi, tôi nói con câu mà hai người lên sớm nữa. Không biết do ăn ở làm sao á. Cái này là hồi mình ướp hương liệu. Đó, bỏ tú là bà hồi rải phân ure nữa các bạn. Thí rải chưa? À, thí rải hả? Cái này mà mình đem không tới nó lạ. Cái này có cân không thấy? Trời ơi, đó người ta là siêu đồ bếp rồi mà cân cân cái gì. Ê, nhầm người ta làm ta cân nha. Nhưng mà nó chưa tới. Không dám đâu. Đây là đỉnh luôn rồi. Ghê ta. Thấy sắc rõ này là tốt rồi nha. Quý. Nói. Chị phải sắc phụ em. Trời ơi. Ta sắc sắp xong rồi, một cái da đầu heo rồi Tú. Dòm cái gì? Chị giả bộ sắp từ từ cho chị thấy. Ờ, giả bộ. Làm vậy thế nào không được. Tết đến rồi, cảm hoài. Ta cảm, ta có thuốc chết. Trời ơi, quý cảm có thuốc rồi chết nha. Ừ. Cú lon á. Cú lon chết không hiệu quả đâu. Không hiệu quả, chứ không cây. Nhà kìa. Hồi khẩu cảm ơn nha. Vậy thế vậy không á? Khó à. Mỗi lần bệnh cảm lại nhà chích không nè. Đúng luôn. Tú không vậy không á? Có Tú đi cái cô lon đàng hoàng quá hả? Ủa cái nãy Tú cũng nói là cô lon chích không hả? Phải không? Phụ. Phải không Quý? Quý đồng minh không Quý? Mới nói là cô lon chích không hết. Giờ phải quay. Nhà cũng phải có thuốc phụ. Trời. Rồi giúp cái hả? Đó kêu bằng thuốc dẫn thôi. Coi thấy nó đi tẹt và coi bên siêu biết Tú đây kìa. Yểu điệu thuộc nữ mà quân cưỡng nó không cầu. Đó. Thấy chưa? Chào lột quá ta. Ồ. Oh. Có luôn. Thì nãy giờ nói giao cũng được mà bây giờ đối thượng quay qua thấy làm không lợi quay qua hỏi sao gì lột quá. Cái này bỏ tỏi gì không tí? Này tỏi phi ha, tỏi mình. Không mình tỏi phi thì mình cháy.
ba không bóng chút xíu như vậy nè đó, có chút xíu như vậy, một hồi dồn hết một thau này nè các bạn đó, các bạn thấy ghê chưa, nó giãn ra tới vậy luôn á. Giờ sư trụ biến thí sẽ ướp tỏi sống trước rồi sẽ tới tỏi phi các bạn. Đây phi tỏi đây. Wow. Đó, bây giờ sư vị thí sẽ bỏ gia vị vào. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ bảy ớt xanh. Tỏi được. Tỏi ớt xanh. Ừ. Thấy chưa? Cự mới được. Tỏi là đã nói rồi mà ta. Tôi thích. Miếng tiêu. Tiêu tiêu sọ các bạn, tiêu hạt các bạn. Áo à, tiêu sọ bỏ tiêu sọ các bạn, tiêu hạt bỏ tiêu hạt. Tiêu sọ tiêu hạt thứ mà nó trắng, tiêu sọ màu trắng muối nha kìa hả, thì muối không lẽ bác chưa chuẩn bị gái pha bu đây nè, chưa còn đường của kia đi, đường lấy cái bự đó chị hả, pha bu nè thí nè gãi nè, đúng rồi chính xác, cái này nó phải bỏ ure thiệt á à. À. Bỏ mà không chị không, cái này nó tương đen sao, có nước tương này hả, có đâu đó cho nước tương đó chị, đen không thấy, bỏ nước tương vô đen không thấy, nó đỏ đỏ cho nó mới đen. Ôi. Khét phải không, làm quá mà trời nó thơm như vậy, ớt xanh nó thơm như vậy. Ừ. Thơm mùi giống mật xưởng quá. Ừ. Rồi vậy là rồi, em ngồi đi tí sẽ xịt 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 nước tương, ừ xịt xịt ít thôi quất hết con chai. Đừng có bỏ hai cái chai màu xanh màu vàng đó nha chị. Ăn vô chết luôn bà nội, cây hơn tưới loan của tôi đó bà. Trời ơi. Chị Tú thì chơi tương cứu ngon ha. Thí sẽ bỏ hành phi vô. Ý tỏi phi. Trời ơi đẹp quá Thí ơi. Giờ tròn luôn hả Thí. Rồi cái thau này không vừa, mình chuyển qua cái thau bự. Cái thau khổng lồ luôn các bạn, có ba. Có ba cái. Như vậy nó mới đều. Cái ba bong bóng à. Vậy nó mới đều đi. Bóp, giờ bóp cho nó ra chữa. Thí sẽ rửa bằng lai bôi rồi đó các bạn. Đó, bằng tay Thí rửa lai bôi. Tú có dây cho Tú. Dây gì chị? Dây mũ á. Chết chưa? Làm cái gì? Có lẹm không? Ủa lẹm làm gì nữa? Mai lại. Không có chuyện kia mà mình mai. Thôi rồi. Mò biết chuyện nào? Kiwi á. Kiwi mua cái lẹm đi. Mua đâu nó biết chỗ mò. Bà tức á. Làm với dây dây trắng á, mua sợi dây thôi à, có tô ngủ 2 kg đường không, có ông ở nhà bạn á, lấy 2 cái 3 cái đi, 2 3 5 ở trong có bông bóng mình mai bằng cái gì, mai bằng giấy vậy á, thì tú tú cứ hay dây gì tú cứ làm đi, đã người ta sư được biết người ta cắt ra rồi, không cắt ra rồi không lấy, để con dây mũ cho chị ăn. Trời ơi, tôi nói thiệt chứ. À. Ừ. Cái này giáp dùng 2 cái. Ít hả? Rồi, cái này có 2 cái các bạn ơi. Nguyên thao gì mà làm ra được có 2 cái à. Sao kỳ vậy Thí? Đâu có để vô thôi chứ. Thí Cái này mình trà muối với chanh nha. Nó mới sạch nha. Cái bong bóng hả? Ừ. Thôi ơi. Vậy nè. Đó. Mình lọc cho sạch sẽ vậy ha. Rồi á. Mình rửa muối với chanh. Ờ. Mình dồn vô. Đây các bạn thấy cái bong bóng có chút thẻn vậy không? Mà nó là đây lọc dồn được có 2 cái thôi, 2 cái mấy thôi chứ không tới 3 cái nữa đây. Ngồi đi mới biết. Đây là cái động không đáy rồi. Phun đi. Này muốn nhiều nhiều muốn muốn hết trơn. Trời ơi, nhìn nó giãn dữ ta. Mình thấy làm cũng nhanh gọn hết thế nha. Mẹ. Có cái hấp lâu thôi, có luộc mình lâu thôi. À, luộc này mấy tiếng hả? 2 tiếng. Cho nó chắc lại hay gì? Cho nó dẻ ra đó. Ừ, như hấp bánh tét vậy phải không?
Này là mình làm ăn Tết nha các bạn đó. Củ kiệu mình đã làm rồi, lạc xưởng mình cũng làm rồi, tôm khô mình cũng làm rồi, cái gì mình cũng rồi, còn này mình chưa rồi thôi. Còn này mình chưa rồi thôi các bạn đó. Tết nay ăn Tết đùng luôn nè. Cái làm giọng nó tát luôn đi. Ở miệng mới hay ghê luôn đây. Thôi vậy coi như mình chưa, nãy mình chưa nói gì nha Thí. Nãy giờ mình chưa nói chơi gì. Chơi kỳ. Ủa chưa nói gì đi nha. Đó. Không nhỏ nhỏ biết ai bút móc bí mà kỳ cục đó ta. Rồi cái việc bao tử heo nó chắc còn bự hơn này, dòng cái này quá Thí. Thấy không? Bao tử heo dòng này được không? Được. Nó bự quá hay sao? Nè thêm cái giò này, thêm mới biết làm, thêm cái giò cái đó, cái giò cái này, cái giò làm giò không à? Giò rút xương hả? À, giò rút xương rồi còn cái da, còn giò này vô. Còn à, giò rút xương cực quá. Cực quá. Phải không? Ừ. Tôi thấy nó làm công phu á, rồi cột chỉ từ cái này kia nữa. Mai rồi nhắc cực hơn này nhiều. Cái này đâu có lạng gì đâu, cái này chỉ rửa thôi. Hôm nay rửa chanh với rửa muối cho sạch. Bây giờ sư bếp Thú Thí đã làm xong một cái các bạn nha, còn đang dọn cái thứ hai. À, các bạn đổ như đây là nhét hết không? Mình nói là không hết, nhưng mà Thí mới nói là hết. Mình để mình xem cái kết cuộc Thí làm hết hay không nha các bạn. À, tôi thấy nó gần nó mỏng rồi đó Thí này. Dán đè vô rồi. Đây cái này còn dày nè Thí, cái này nè. Ồ, giống cái banh ghê không? Căng tròn mũm mỉm. À. À, dư luôn á con. Cột rồi, giờ cột gì quý luôn á con. Cái gì vậy? Nấu theo một con nhỏ. Con đi quần quần vậy nó vậy. Trời ơi. Ủa bó sát luôn hả đi? Quý phải kẹp bốn cái cây với cửa vô. À, à. Nó mới dẻ đẹp chứ. Một hồi coi sư biết Thí sẽ nắng nấu từng cái một. Qua trơn à. Hay quá các bạn ơi, xong xuôi luôn. Sạch sẽ. Ờ, chị Thí nó không đủ. Wow, các bạn thấy ghê chưa? Các bạn thấy ghê chưa? Ờ, giờ cũng hết rồi, giỏi quá. Thấy đũa kẹp nữa hả chị? Thấy chứ. Cô còn con bóp này chi mà? Rồi đem về con. Mắt em Thí ơi. Ồ này giống bác sĩ giá quá ha. Ừ. Ghê ta. Hay ta. Ừ. Học một cái kinh nghiệm nữa nè. Xíu chặt luôn hả đi. Nữa mình rút dây hả? Tôi đựng tiền xưa quá ha. Ra. Ừ. Nước nó chảy ra các bạn. Cái này dùng lực quá Tú là không được đâu. Thiệt. Siết quá mà. Trời ơi, cái này tốt không xưa quá các bạn ơi. Ồ, có chỗ làm chống đứng luôn ha. Nhìn nó xong hết Thí, nó còn nữa không? Còn. Trời ơi. Cột nữa. Cột nhiều mới vẽ được. Vậy mới có chịu mà. Đây các bạn, đó, chị Thí đã làm được cái giò thủ này nè, một cái nè.
Vì nó nói là không chịu cột dày, nó biểu là dán nhện á, nó chịu là dán nhện nó mới chịu nha. Nó chịu, nãy giờ cằn nhằn mẹ, cằn nhằn mẹ nó nãy giờ là không chịu cột dày, chỉ là nó chắc thôi các bạn, nó dẻ xong mình bỏ vô nước vừa ấm là mình bỏ vô liền nha, để cho nó dẻ hết đi, không bỏ vô được chưa thấy. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái giò hủ này vô nước ấm, đang ấm đó. Ấm ấm rồi, ấm rồi. Cái này là những cái nhỏ như bạn bỏ vô trước, hồi cái bự mình bỏ cái bự vô sau, rồi cái này chín trước thì mình vớt ra. Không, mày đứng 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 ra mà. Dạ, nói tiếng đó. Thế là cái đó nó vô không vừa thế rồi. Ở loại gì cái thôi. Hồi nãy mới nó lấy cái nồi sôi của ấy ra. Nồi sôi không vừa mà. Đau lòi hả? Dạ. Đó, cái cục này là hết hồn của Thí luôn nè. Nè Thí làm không đáng vậy. Được chị ha. Được không? Ô, hay quá. Nên. Nước vừa tràn luôn. Tràn vừa giáp mí luôn. Không, từ từ riêu riêu rửa rồi nó ấy luôn. Vậy là ngon, nó khỏi chỉ ngày ấy nè. Xin chào các bạn. Giờ là nước đã lên tim rồi. Bây giờ là mình sẽ xăm vào thủ nha. Chị Thúy dặn á, và xăm cho nó đều, lên tim là phải xăm cho nó đều. Trời ơi, nó sạch nước thấy mê luôn. Trời, ai thiết kế khi xăm đẹp dữ ta. Vi à. Trời ơi. Vi á, Vi nó xăm á, thiết kế là cho để gì cho quý xăm. Trời, làm xong đi về luôn rồi. Không biết làm quá ha. Ủa, nóng quá vậy? Trời đất ơi, à, quý giỡn ngoài nước sôi quý. Nghĩ là không nóng không? Hay gì là nóng quá, quá sức. Đó, chị Thí nói là cái này là để móc lên. Cái này để đâm. Tiện lợi quá. Đặc biệt mình đâm như vậy nè, nước nó không có vô. Mình luộc á. Nhưng mà u da. Cái này chưa tông nghề nên mình còn yếu. Nó sẽ được bếp. Để bữa nào mình làm cái món quen thuộc của mình đãi các bạn ăn nha. Nướng không? Không. Cái gì? Trứng lộ phục vịt. Trứng lộ. Cái món quen thuộc quá. Trứng lộ phục vịt. Trứng chiên, nấu mì tôm à, mấy món đó tôi làm cũng được nữa. Món đó ngon nhất nắp luôn á. Cái đó là chị để chữa trái thôi. Rồi bây giờ đại đầu bếp sẽ lấy ra nữa. Sáng giờ không thấy đại đầu bếp, giờ mới thấy đại đầu bếp. Công đoạn này đầu bếp làm được. Sáng đâu có làm được à. Ngon quá. Nóng không ạ? Mày nóng mà Thí nó không nóng. Thí nó cầm mấy cây thôi. Mấy cây thử coi cầm nóng thấy mụn nội luôn. Đó bây giờ đại đầu bếp sẽ cắt. Đó, giờ đủ rồi. Dắt giả. Dao kéo thầy bé rồi đó. Mika. Rồi, người có dân nghệ chế lên cũng đỡ luôn. Còn giờ cắt hủ ra. Nóng thôi. Nóng lắm, bạn Thí ơi. Bạn tay nó chìm. Chết luôn. Wow. Nóng lắm nha quý vị ơi.
chứ không phải không nóng đâu. Con cua tay của người ta, tay của đại rồi biết này, nóng quá. Tao không phải nguội à. Cái này cũng bánh tét á. Cái này đi rửa liền. Nóng quá, nóng quá rồi. Ôi, đũa kia mới gấp qua. Ôi, nóng quá. Con này cũng mà chắc tay nó gì quá. Nóng quá. À. Nó về mà cho nó ngủ chút rồi mới bỏ vô tủ lạnh cho nó dẻ lại. Rửa cho nó sạch đi, rửa cho nó sạch luôn. À, thì giữ giữ sạch xong mới vớt ra. Giữ đây má để thấm nước vô má. Má để lên gỗ luôn. Để cho nó ráo luôn mà má. Chứ mấy giây đó qua dục quá. Nó chưa xé ra mũ á, nó chưa xé mũ nó ra nè. Rồi nó này nguội á. Thịt nó thèm mà cái nó biến rồi luôn la này ngồi đợi chưa ăn nha. Đi ăn không? Thôi, thôi, ăn bạn bà chết nữa thôi.